Ừ, cái tay em bị chạy quá. Cứu được hết. Xong luôn. Chào mừng mọi người đến với series Ti Thự Tỷ Thứ. Và thử thách hôm nay của mình đó là làm gốm. Để làm gốm thì cần những cái bàn xoay rất là chuyên môn và cần những cái đất rất là chuyên dụng, cho nên mình nghĩ mình không tự làm được. Thế nên mình đã liên hệ một đơn vị để giúp đỡ mình hôm nay. Dạ em chào anh, em đang làm cái series mà kính đáo để Nhi á, cái series mà nói về kính đáo là những kính cái đáo chuyện mà khó nói trong mối quan hệ. Kính đáo cái miệng rồi lại chào mừng mọi người đến với series Ti Thử Tỷ Thứ. Hello em, chắc nhờ em có thể giới thiệu một chút về bên mình được không? Tại vì khi mà anh vô anh thấy rất là nhiều bạn thì anh nghĩ đây là hướng dẫn cho mọi người đúng không? Bên em giống như là một cái showroom để trưng bày mà bên em tự sản xuất. Thì ngoài ra mọi người thích thấy đó, bên em có những cái khu vực để mà dành cho khách workshop trải nghiệm làm gốm. Không biết là mình bắt đầu với cái gì trước ta? Xin phép vấn giả chị trải nghiệm với bạn xoay điện. Bạn xoay điện, à cái này là anh coi trên coi trên mạng là không, thấy. Không, em biết là em leo đây phải không? Không, em không biết gì hết, kinh đáo lại. Giờ mình nên làm cái mẫu gì trước ta? Thì mình thử mấy cái đơn giản thôi, giống như là cái cái ly. Thôi mình, cái ly thì mình cứ làm đi, nhỏ hay cái ly bự thì mình bông, bữa nào không được. Đúng rồi, bự nữa thành cái thao. Đúng rồi, đừng không làm chén đi. Nó bụng quá, bây giờ sáng ngày chưa ăn gì, nó bụng. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị kiểu làm gốm bằng sợi địa ha. Rồi. Trước khi nó thành một cái sản phẩm gì thì nó phải làm một cái ống thẳng nè. Thường chúng ta phải làm thành một cái ống thẳng trước. Ủa sao phải lấy nước mình lau vậy anh? Đi học có lau bảng không? Ừ. Ủa sao anh lau ướt như vậy? Anh đập gì cái đất nó có chết không anh? Anh cho em hỏi đất chết có phải là đất đai không? Bớt. Trời. Ồ. Lâu em không làm mấy cái động tác này nên là em cũng gành lắm. Ê, lộn series rồi. Ồ dạ. Không, em nghe bình luận kia. Không gian rất là an tĩnh luôn á. Ê. Nào bây giờ mình bắt đầu nè. Bây giờ mọi người sẽ ôm hai tay vào phần đất. Trời ơi, đất ơi, người. Chúng ta sẽ bắt đầu dầm bằng xoay nhé. Dầm bằng xoay nhé. Đúng rồi. Dầm đúng không? Trời. Rồi từ từ. Khi mọi người làm việc á, mọi người cố gắng để cái cụ trỏ á tay vô đùi. Bây giờ mọi người sẽ bắt đầu dập cái thanh xoay. Trời ơi, it's good. Ôi trời, mát rồi. Nó đã. Nó còn hơi khô nữa. Thêm một xíu nước nè. Cho cục đất dính nước rồi. Rồi. Khi mọi người làm việc là mọi người cần nhiều nước á. Tập chứ. Anh cho em hỏi anh đang cô đơn không? Có ạ. À có anh đang cô đơn hả? Anh độc thân hả? Mình single. À single, mà sinh năm bao nhiêu? 98 ạ. À vậy hả, nhỏ tuổi hơn tuổi á. Anh là bằng tuổi Phương Nam á, mà xong nhìn em đẹp trai quá ha. Đã mới nhìn lại. Rồi bây giờ nhé, mọi người sẽ để hai ngón tay vô trong cái đế này nè. Tức là mình di chuyển cái ngón cái ra bên ngoài. Tay của mọi người là cái khuôn của cái bệnh đó. Trời ơi. Mình thấy bây giờ nó giống cái chén không? Giống cái chén gốm, tiếng Nhi làm nhìn thấy gốm. Cũng bao lâu mới ra được một cái chén anh? Hai tiếng hồ không? Làm nhanh lắm. Gì nữa? Tại cục đất này nó to nên là chị thấy nó làm hơi lâu chứ. Ê, lát mình lấy chừng một phần năm cục nãy thôi. Mình làm cái chung rượu chứ hay khó. Làm cái chén không dịch lộn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mọi người sẽ bắt đầu đục lỗ ha. Chúng ta sẽ dùng hai ngón cái để bắt đầu. Mình sẽ đưa cái ngón tay đi xuống từ tâm bên cùng đất, đưa nó xuống dưới. Rồi ok đó, dạ là như chị Nhi là được rồi. Được chưa? Mọi người sẽ ấn chừa lại cái đế, mọi người hình dung là chúng ta sẽ để lại cái đế tầm 1 cm. Anh đi được không? Được rồi, mà không dám đục sâu lắm, coi nhét tay. Rồi bây giờ nhé, mọi người sẽ để hai ngón tay, ngón cái vô trong cái đế này nè. Tức là mình di chuyển cái ngón cái ra bên ngoài. Một di chuyển ra bên ngoài á, đừng di chuyển xuống dưới. Ê, tao nặng được cái nồi lẩu. Đúng rồi, cái này để tôm vòng. Đúng rồi. Rồi, ok. Chắc tay nha. Trời, nó méo rồi. Không sao. Nhưng mà cái này sắp to rồi. Ủa nặng cái toan á Nhi. Mày nặng cái toan nữa. Nặng cái toan. Ủa sao vậy anh? Thì nó lắc mà bọn người đang dạm bàn xoay á, theo cái lực quán tính của bàn xoay thì nó sẽ càng lên càng mạnh. Đó. Thật ra cái này nó vẫn là nó mới kém rồi. Của anh sao nữa ta? Của anh thì ta thì đế rồi.
chúng ta sẽ di chuyển bốn cái từ cái tập ra bên ngoài. Rồi, nó văng vô quần rồi, thôi kệ đi. Chắc này, chắc ngón này nè. Đúng không? À, đấy, nó như thế. Nó phải như thế. Bây giờ ngồi đến giai đoạn ma thuật bắt đầu. Wow, 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 wow. Thành cái cối đầm tiêu. Trời, 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 trời. Đơn giản mà anh. Để em làm đẹp hơn anh. Trời ơi, kiểu đúng ma thuật luôn, kéo. Cái này thì để tay kéo lên thôi, đúng không anh? Đơn giản mà đúng không? Quan trọng là để chỗ nào. Sao cười anh? Anh cười em kìa. Anh cười là anh khinh mẹ. Ừ, lát bác mình làm đẹp hơn ảnh nhiều mọi người. Lát mình làm cái chén hình rồng 98 mà mày kêu bạn ảnh. Vậy hả? Em thấy em thói quen vậy hả? Vậy tao lát tao làm đẹp hơn mày. Trời ơi, mất dạy. Không biết nào đó, cái đó mất dạy. Một lát là tao làm hai cái một lượt trên bàn luôn. Không, tao để cái bàn ba góc như chim cá. Tôn trọng thầy. Ủa vậy hả? Xin lỗi. Bây giờ thử á. Mọi người thấy chúng ta có nhiều sản phẩm gốm chứ thật ra tạo hình nó có hai việc là làm cho cái khu vực nào nó to ra và khu vực nào nó nhỏ lại. Giữa cái bình bông nó có cái eo vô là đúng nó rồi, nhỏ vô. Chính xác. Mình sẽ làm ví dụ như một cái bình basic thì nó to ở dưới này, sau đó nó nhỏ vô ở trên thôi. Kiểu gì? Trời trời, chúng ta gì mập ra rồi kìa. Gì? Không, bình chứ không có nói anh. Bình mập ra rồi. Tưởng nói em nhìn giống em nữa nhỉ? Không đâu á. Anh này anh một tay anh làm, một tay anh chơi game được. Mất sao? Ủa với những cái bình mà em thấy nó bự bự như cái bình nó to này nè thì cái bàn nào mới xây được nó anh? Mấy cái bình đó là bàn tay á, làm hand building á. Hả? Hand building, hand building. Tự nhiên hỏi ảnh cái bàn cỡ nào mới làm được, nó cái bàn tay này làm được. Không. Ý nghĩa. Ra. Đúng rồi, thì cái nào mới làm bàn tay hết. Cũng là cái từ bàn tay mà ra, bàn tay ta làm được tất cả mà ý em hỏi là ví dụ như cái này nó cái xoay này sẽ bự ra nữa không? Cần phải có bàn bên da đúng không? Không, mình không cần bàn. Ai vậy? Sao hỏng quá. Ủa vậy làm gì tiếp anh? Chị thử đi, thử bắt đầu tạo hình. Thử bàn đi hả? Hơi khô quá anh Tây. Chậm tay thôi. Đừng để cái tay của chị thôi. Ủa sao em đâu có điều khiển mà chậm tay không? Không, tay chị là cái khuôn mà. Chị gì đi. Ôi trời ơi, chị nó méo rồi anh ơi. Làm sao tiếp tục giảm đi, tiếp giảm. Không, cái bệnh này, cái này là cái méo cố tình mọi người. Cái này là biết sao không, mình là cái kiểu, méo này là méo kiểu. Cái bình này là cái bình hiệu con mèo, là nó méo méo này không. Năm sắp tới năm em làm năm con mèo. Đúng em rồi, làm cái tô tết á hả? Tô tết này tô là tết bình, nó kêu sao? Méo bên đây là méo méo, quá hay. Nó trời ơi, giống cái bình bông. Nút thắt cổ chai. Bình. Ê không, cái này cái bình kiểu, cái này mà mình biết thuyết trình là mình bán 2 triệu một cái được. Vậy hả? Bình bán xuyên khó méo mà. Không, thuyết trình luôn. Cứu tôi, cứu tôi. Tại sao cái bình này bán được 2 triệu? Cái này nó, anh muốn cắt này đi sao? Anh muốn cắt cái miệng nó hả? Thì mình sẽ đưa cái dao đúng cái hướng này đi vô thôi. Cái mình xoay. Lát mát mình làm đẹp hơn ảnh nhiều người. Lát mình làm đẹp hơn mày. Một lát là tao làm hai cái một lượt trên bàn. Cái loại này mà lát mình làm dở hơn mày. Wow. Em đi. Ông nhìn kia. Nãy lúc đầu nói. Nãy đó. Nói là làm đẹp gấp 10 lần anh luôn nè, quá đẹp phải không? Cái này là cái kiểu, cái kiểu nó phải con người mình cái gì cũng phải sức mẻ méo mó gì đó nó mới hoàn hảo. Giờ cho nó làm cái bình cao luôn. Giống cái bình bông rồi đó mà mình vẽ trang trí bình bông. À! Cái này nó chỉ cần nó bị khô chút mọi người là nó sẽ... Nó sẽ không được. Ê, cái tay anh bị chạy quá. Cứu được hết. Xong đi. Còn anh bây giờ em gớm lại cục em làm bắt đầu. Được hết, được anh được. Được không? Anh sẽ nhồi đất lại. Trời ơi, nó là cái bình bông mà giờ nó còn có cái chén ốc vịt lộn. Trời ơi, nó đẹp nha, thành bông hồng nè anh. Trời trời. Nãy giờ là khúc này khúc quyết định nè. Trời. 2 triệu nha mọi người. Không biết sao bưng lên. Ôi, trời trời, bình tĩnh quá. Hay quá mọi người ơi. Mọi người hãy cùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật
chiếc chén thời Lý, hình bông sen cách điệu. Đây, và mọi người thấy không, cái bình. Cái bình rất là đẹp. Đó, thì mọi người thấy là lúc đầu mình định làm cái bình, nhưng mà bây giờ nó đã thành một cái là cái thao đựng đồ ăn cho chó. Hả? Rất là dễ thương. Nhưng mà mọi người bất ngờ là gì không? Cái thao này là cái thao thạch xanh, tại vì nó không có đáy. Mất cái đáy rồi. Sao vậy? Sau khi chúng ta đã fail trên bàn xoay, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm bằng cái bàn xoay tay, nó sẽ dễ hơn. Rồi, đầu tiên mọi người lấy một cái lượng đất mà mọi người cảm thấy phù hợp ra. Rồi, mọi người bổ cái cục đất thành một cái khuôn tròn giống như này với anh. Bổ nó như thế này thôi. Vỗ nè. Bổ nữa anh. Bổ cái lượng đất để cho nó tròn đất. Đây, ông đưa ông làm cho, đổi đi. Rồi, ok, em mình vừa làm xong mình làm mọi người. Cái cục mình rất tròn nha. Vô ơn. Thì chỉ chờ vài thao tác thôi mình đã có một cục tròn như vậy, rất là đẹp như vậy. Anh Ti làm nhanh lên anh Ti, sau cái kênh của anh mà anh làm chậm quá anh ảnh hưởng tiến độ vậy anh Ti. Vô ơn mày, vô tri, vô ơn. Đúng, việc này việc nhẹ. Cái này việc nặng. Cái này việc nặng. Đúng rồi. Rồi, mọi người dùng hai tay vì cho cái cục đất hơi dính vô cái bàn xoay một xíu nha. Sao phải đè đó nha? Để cho nó dính vô cái bàn xoay. Em hỏi bình thường mà sao anh nhìn anh sợ vậy? Hỏi là tại sao phải đè cục đất. Ngậm nhé. Rồi, nói tiếp đi mày. Mọi người dùng ngón tay cái nha, để ấn một cái nổ trung tâm cục đất á. Nè, ấn nó xuống. Vừa lại kéo đế một xíu. Đừng có làm lũng đi cho nào như nãy. Ôi, trời trời ơi. Bây giờ mọi người thấy nó bắt đầu liên quan đến cái bàn xoay điện. Ừ. Đó, rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng tay phải ha. Bốn ngón tay này khép kính và đặt ở bên ngoài. Đặt ở bên ngoài. Rồi, khép kính nha. Có cái động tác là ngắn á, táp táp. Tay trái vừa có một cái lực tì về phía trước xíu. Này có vẻ đâu anh cho anh cho em coi cái lỗ dưới của anh làm anh nói bậy bạ vậy. Cái lỗ dưới của anh là, ủa chết rồi, sao hai cái lỗ em làm nó không có mập ở dưới, em làm bấm nhôm dưới. Thì bây giờ mọi người thấy trong quá trình mọi người đặt tay nó nứt gì nữa không? Lúc này là tại vì là mình mọi người ngồi trong cái không gian có máy quạt, còn máy lạnh nó sẽ khô lấy nước và tắt đi để cho nó ẩm ấy. Tắt đi đúng không? Tắt đi anh làm tắt đi. Mọi người miết mạnh dạng tay lên đừng chấm gì vậy. Anh đi lấy tay á miết nó nhanh không? Biết mạnh giảm tay người Cường có mít nhẹ. Cảm giảm tay. Đây nên những cái ly này mình đi cá nhân mình có thể nặng được, nhưng mà thật ra cặp đôi hoặc vợ chồng mình đi mình ráng mình nặng cái ly bình thường không. Người ta nói cặp đôi nặng cái ly vậy. Trời ơi. Kỳ em. Ý đẹp quá nè, trời trời kiệt tác. Nãy giờ em thấy sao Nhi? Nói chung là rất là nể mấy cái bạn làm ở chờ làm cái nghề này. Tại vì khi mà xem trên clip thì tưởng nó dễ, cứ tưởng là cứ nắm rồi kéo lên này kia là xong, nhưng không, nãy làm mới thấy là mình làm ra không ra được như là cái cục gì luôn. Còn anh Ti thấy như sao? Thấy muốn ở đây luôn, tại đây chill quá. À, vậy hả? Vừa có cây có gốm mà nó kiểu rất là an tĩnh luôn á. Cái mục đích nó không phải là làm cho nó đẹp luôn, mà là một cái trải nghiệm mới thôi. Thực ra nó cũng là cái lý do mà anh làm cái series này. Tức là nhiều cái thử thách trong đó anh đọc, thật ra anh không nghĩ anh làm được luôn, nhưng mà thử coi thì sao. Thì em không biết là mọi người làm để đẹp hay để vui, chứ em làm là em để bia. Dạ đây, kính đáo để Nhi. Thì đây là cái kênh của em, mới có 200 người theo dõi thôi mọi người, tranh thủ kéo vô 500 anh em theo dõi với đông đông giùm em nha. Trời quay quá trời quay luôn thiệt mọi người. Nhà tài trợ. Ok. Rồi, bây giờ tụi anh Tô vậy là xong rồi ha. Bây giờ mình đem đi nung. Ta-da. Hello mọi người, và 2 tuần sau tụi mình đã có kết quả đây. Thì trước khi mình mở ra mình muốn hỏi là không biết là khi mà gửi đi nung thì em có mong đợi gì về cái thành phẩm của mình không? Em nghe mùi nói là khi mà nung cái màu nó sẽ khác. Thì mong cái khác ở đây là nó sẽ giúp cho cái màu nó đẹp hơn. Nó sẽ sáng mặn mà. Nó sẽ khác ở cái chuyện là nó sẽ sáng hơn, nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ đều hơn. Cái mày tô lem thì nó cũng sẽ lem. Quá nghiệp. Hôm bữa thì thật ra là mình có được bạn Mùi nói là nó sẽ có nhiều cái bất ngờ sau khi mà mình nung xong lắm mọi người. Tức là có thể là cái sản phẩm nó sẽ hơi nhỏ lại so với mình làm ban đầu chút xíu. Ví dụ đầu tiên mình làm cái chén có thể nó thành cái chén hộp vịt lộn thiệt. Đúng rồi. Có thể là nó sẽ không có màu gì luôn. Ví dụ nên mình có một cái tin buồn đó là bữa mình làm 4 sản phẩm, nhưng mà ở đây mấy bạn thấy nó chỉ có 2 sản phẩm thôi. Hai cái mà mình làm bằng bàn xoay lúc đầu. Hai cái lúc đầu mình bị sao? Nung không được. Ủa sao kỳ vậy? Thì nó bị nung tung. Nó bị nung tung hả? Nó bị nung tung cho nên bây giờ nó tung vô thùng rác luôn rồi. Tung rồi. Thôi,
Bây giờ coi đi. 1, 2. Bất ngờ chưa? Dạ đúng rồi. Ủa? Ta-da. Ủa? Kính đáo để nhiều người follow chưa? Ai trời. Xấu quá thật rồi. Trời trời. Dạ đúng rồi. Ủa? Nó cũng khác. Kỳ vậy ta. Người ơi, này là họa sĩ làm việc 10 năm trong nghề, còn đây tôi lần đầu tô nè, thấy nó cũng không khác gì lắm. Em coi coi. Đó thấy không? Em nói đúng. Thì khi mà mình tô lên, cái lúc mà mình tô không đều tay, bây giờ cái màu nó làm nó sáng hơn, nó đậm hơn, nó càng thể hiện rõ cái sự không đều tay của mình, cái sự tô xấu của mình. Không, nhưng mà cũng đẹp anh, nhìn cũng được. Đang nói về mặt sản phẩm thì mình thấy rất đẹp nha, nhưng về mặt bản thân thì mình thấy rất thất vọng luôn. Đây là họa sĩ sau khi đi diễn hài thời gian tô màu nữa. Thôi. Tô màu như công ty vậy, nhìn lỗ. Lỗ quá trời lỗ nữa. Thì cảm ơn Gốm Sài Gòn đã hỗ trợ tụi mình một trải nghiệm. Cảm ơn bạn Mùi đã hướng dẫn cho tụi mình rất tận tình. Ok, hẹn mọi người ở tập tiếp theo, tụi mình sẽ thử cái khác.